Ok, chào các bạn. Cận thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ bài thì quá khứ tiếp diễn trong cuốn sách Tiếng Anh cho người bắt đầu. Bạn thân mến, với cái phần chương trình Tiếng Anh cho người bắt đầu này thì cô Trang Anh đang hỗ trợ các bạn hai buổi trưa, đó là 12 giờ trưa của ngày thứ tư và 12 giờ trưa của ngày thứ sáu nhá. Tuần sau thì cô Trang có cái lịch live stream mới thì cô sẽ đổi cái chương trình hỗ trợ này xuống một buổi một tuần thôi để nhường cho các chương trình khác. Nên là những bạn nào mà có cái cuốn sách này nhá, ngoài cái việc sử dụng ID nhá, ngoài cái việc sử dụng ID sách để có thể xem được, có thể học luyện được cái phần nghe này, đúng không ạ? Và có thể là tra được đáp án chi tiết ra. Thì bạn nhớ cô giải, ngoài cái chương trình hỗ trợ của cô Trang Anh ra thì cô Minh Trang là đồng tác giả của cuốn sách này, có lập một cái nhóm kín để hỗ trợ học sinh học sách này nhá. Vì vậy mà những bạn nào có cuốn sách này thì các bạn nhớ liên hệ nhá, liên hệ qua page của cô Minh Trang để các bạn được duyệt vào nhóm, để các bạn học trong nhóm nhé. Còn cái chương trình hỗ trợ cô Trang Anh chỉ là hỗ trợ một phần thôi nhá, cùng với cô Minh Trang hỗ trợ các bạn. Bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với thì quá khứ tiếp diễn nhỉ? Đây là buổi thứ 5 trong cái chuỗi hỗ trợ sách tiếng Anh cho người bắt đầu. Các bạn có thể kéo lại các bài trước, các bạn có thể kéo lại xem lại các bài trước ở trên chính cái page mà cô đang live stream này. Ok. Rồi, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Nói chung là chương trình buổi trưa thì mình sẽ phải thực hiện tác phong nhanh nhẹn khẩn trương nhá. Bởi vì là cô dự định là chỉ duy trì cái chương trình buổi trưa khoảng 30 phút để các bạn có thời gian ăn ngủ nghỉ. Rồi, câu cáo như sau này. Đây là thì thứ 3 mà cô hỗ trợ các bạn. Cô đã hỗ trợ các bạn thì hiện tại đơn này, đúng không ạ? Thì quá khứ đơn này. Và bây giờ đến thì quá khứ tiếp diễn. Thực ra cái cuốn sách này của cô nó khác với những cuốn sách ngữ pháp của cô. Nó khác ở chỗ nào đây ạ? Với cái tên gọi tiếng Anh cho người bắt đầu thì những cái chủ điểm ngữ pháp mà cô đưa vào đây là những cái chủ điểm ngữ pháp cơ bản thôi. Và không phải là chúng ta học ngữ pháp cơ bản, mà chúng ta sẽ là học ngữ pháp cơ bản là cơ sở lên móng để chúng ta luyện sang, chúng ta chuyển sang rèn luyện các kỹ năng về nghe, về nói, về đọc, về viết nhá. Rồi có nghĩa là ngữ pháp sẽ chính là cái móng, là cơ sở nền tảng để chúng ta có thể có cái để mà chúng ta có thể rèn cái, chúng ta có thể luyện, đúng không ạ? Luyện đọc này, luyện nói, luyện nghe, luyện viết nhá. Thì bạn sẽ thấy coi như là bố cục của cái cuốn sách này bao giờ cũng sẽ có là phần ngữ pháp đầu tiên này. Sau phần ngữ pháp rồi sẽ đến phần gì ạ? Phần listening and speaking. Phần speaking and listening. Phần nghe và phần nói. Thì bạn nhớ cơ sau này, sau cái phần ngữ pháp đấy chúng ta sẽ rèn luyện cái chủ đề từ những cái đoạn hội thoại về giao tiếp. Trong cái đoạn hội thoại về giao tiếp đó thì cô xây dựng những cái tình huống, mà những cái tình huống đó sẽ có sử dụng những cái thì mà chúng ta vừa học cả phần ngữ pháp. Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ hiểu, đúng không ạ? Bên cạnh chúng ta học ngữ pháp ra, chúng ta sẽ hiểu được là cái phạm trù ngữ pháp đó sẽ được sử dụng trong giao tiếp như thế nào, chưa? Và nó sẽ được sử dụng trong các đoạn hội thoại nghe này, đoạn hội thoại nói này, đúng không ạ? Đoạn là trong các đoạn bài đọc nhựa và trong viết như nào nhá. Đấy là mục tiêu của cuốn sách này là như vậy, cái hướng đi của cuốn sách là như vậy. Vì vậy mà với cái cuốn sách này, nếu như bạn nào mà học chăm chỉ, đúng không ạ, theo sát từ đầu đến cuối thì chắc chắn là khi bạn học xong cái cuốn sách này, chắc chắn là các bạn sẽ có cái vốn kiến thức cơ bản đủ để có thể sử dụng trong giao tiếp hàng ngày nhá, trong giao tiếp hàng ngày. Vậy thì cô sẽ có như sau. Bây giờ mình đi vào bài này. Chúng ta có, hôm nay mình học thì quá khứ tiếp diễn. Trong cái phạm trù học về thì chúng ta sẽ quan tâm đến, thứ nhất là cách dùng, thứ hai là công thức, thứ ba là khi chúng ta muốn thành lập khẳng định, phủ định thì sẽ làm như nào, và cuối cùng đó là các dấu hiệu nhận biết thì. Thì bạn sẽ xem cho cô như sau này. Bạn nhớ cho cô như sau là thường ấy thì cái thì mà nó càng ngắn thì lại càng khó, đúng không ạ? Thì mà có nhiều cách dùng, nhiều công, nhiều cách dùng này, đúng không ạ? Nhiều dấu hiệu thì lại càng dễ nhá. Thì cô sẽ có như sau là bạn thấy là với cái thì quá khứ tiếp diễn này nó chỉ có đúng một trang giấy thôi, đúng không ạ? Bình thường hôm trước cô hướng dẫn bạn thì quá khứ đơn với hiện tại đơn thì nó rất là nhiều cách dùng rồi, cái rất là nhiều cái để chúng ta phải nhớ, nhưng mà cái phần thì quá khứ tiếp diễn nó đúng có một trang giấy thôi nhá. Bạn sẽ xem có như sau này. Đầu tiên bạn sẽ cùng tìm hiểu là vậy thì quá khứ tiếp diễn để làm gì, đúng không ạ? Tại sao lại gọi là quá khứ tiếp diễn? Vậy không có sỏi, quá khứ tức là hành động đấy đã xảy ra trong quá khứ rồi, đúng không? Hành động xảy ra trong quá khứ nhá. Thế còn tiếp diễn là gì? Là đang diễn ra. Vậy từ đó chúng ta sinh ra là thì quá khứ tiếp diễn là dùng để diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ. Đúng tên gọi của nó luôn này, đúng không ạ? Xảy ra trong quá khứ, tiếp diễn là đang xảy ra. Vậy là thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ nhá. Tại một thời điểm trong quá khứ sẽ có hành động đang diễn ra. Vậy nó khác gì so với thì quá khứ đơn? Cả quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn
đều diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng khác nhau này. Thì quá khứ đơn diễn tả hành động xảy ra và kết thúc trong quá khứ rồi, không còn liên quan tới hiện tại. Thế còn thì quá khứ tiếp diễn thì diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm xác định nào đó trong quá khứ. Đây là sự khác nhau. Thì cô sẽ có như sau này. Thì cô có một cái câu như sau này. We were having dinner at 7 p.m. yesterday. Ok. Thì chúng tôi đang ăn tối lúc 7 giờ. Chúng tôi lúc 7 giờ ngày hôm qua, lúc 7 giờ tối ngày hôm qua chúng tôi đang ăn tối. Vậy cô sẽ có như sau này. Thời điểm xác định trong quá khứ của cô chính là gì đấy? Chính là 7 giờ ngày hôm qua. Tại một cái thời điểm xác định trong quá khứ này. Tại một thời điểm xác định trong quá khứ này, có một hành động đang diễn ra, đó là hành động ăn tối. Bạn lưu ý này, cô gạch chân cái từ đó là we're having. Chú ý cho cô cái này. Rồi, ngoài cái cách dùng là diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ ra, thì cô còn cả cách dùng tiếp theo, tức là diễn tả hành động đang xảy ra. Là dịch là diễn tả hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ. Ngoài diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ ra, thì người ta còn dùng để diễn tả hai hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ. Đây là hai hành động xảy ra song song đồng thời với nhau trong quá khứ. Ví dụ cô có như sau này. Cô có là while là trong khi, đúng không ạ? I was doing my homework. Trong lúc tôi đang làm bài tập về nhà. My sister, chị gái của tôi đang làm sao? Chúng ta có cái cụm từ là listen to music, nghĩa là gì? Nghe nhạc. Vậy trong lúc tôi đang làm bài tập về nhà thì chị gái của tôi đang nghe nhạc. Vậy là hai hành động đấy xảy ra cùng xảy ra song song đồng thời với nhau, đúng không? Cùng đồng thời xảy ra cùng nhau tại một thời điểm trong quá khứ, đúng không? Cái thời điểm mà tôi làm bài tập về nhà thì chị gái của tôi đang nghe nhạc. Trong lúc tôi đang làm bài tập về nhà thì chị gái của tôi đang nghe nhạc. Nhớ cho cô như sau này. Chú ý cô cái phần gạch chân này. Ok. Cái phần gạch chân này người ta đang che thì quá khứ tiếp diễn. Đâu ạ? Rồi bạn sẽ thấy cho cô như sau này. Ví dụ ở đây người ta dùng là I was doing, my sister was listening. Ở bên kia trên này người ta dùng là were having. Vậy bạn sẽ thấy là có cái sự khác nhau để một cái là was, một cái là were. Bạn chú ý mấy cái này để tìm chúng ta thành lập công thức nhá. Rồi ngoài cách dùng thứ hai nó còn diễn tả một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Hành động nào xảy ra trước chia thì quá khứ tiếp diễn. Hành động nào xảy ra sau chia thì quá khứ đơn. Diễn tả hành động đang xảy ra thì cái chỗ đang xảy ra là sẽ chia quá khứ tiếp diễn này. Thế còn hành động xen vào sẽ chia quá khứ đơn. Ví dụ cô có như sau. When she was having a bath, the telephone rang. Ok, khi mà cô ấy đang tắm, đúng không? Cô có cái cụm từ như sau này. Cô có cụm từ là have a bath. Đang tắm. Cô cụm từ là have a bath là tắm, đúng không? Telephone rang. Cô có từ rang là quá khứ của từ ring, đúng không? Kêu gọi. Vậy dịch là khi mà cô ấy đang tắm thì chuông điện thoại kêu. Vậy thì từ ba cái phần ví dụ này, nhớ. Bạn có thể xây dựng cho cô công thức của thì quá khứ tiếp diễn đúng không ạ? Đã gọi là tiếp diễn là phải có verb in, đúng không ạ? Quá khứ thì chúng ta sẽ dùng to be là gì ạ? Chúng ta sẽ dùng to be là cho số ít. Và chúng ta dùng were cho số nhiều. Ok chưa? Đấy nhá, vậy thì chốt lại là thì quá khứ tiếp diễn có 3 cách dùng. Diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ. Diễn tả hành động xảy ra, hành động xảy ra song song đồng thời với nhau trong quá khứ. Và diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Vậy bạn sẽ thấy rằng là từ cái phần cách dùng này thì bạn sẽ thấy rằng là chỉ có mỗi cái cách dùng thứ nhất là có dấu hiệu nhận biết thôi. Thế còn cách dùng thứ hai và cách dùng thứ ba là phải dịch. Vì vậy mà cái đề này nó sẽ, cái phần này nó sẽ khó hơn so với hai phần thì trước mà chúng ta đã học. Xây dựng lên thành công thức này, khẳng định có công thức là chủ ngữ này cộng với was hoặc là were cộng với verb in. Thế còn phủ định của nó sẽ là chủ ngữ cộng với was hoặc là were cộng với thêm từ gì bạn? Not cộng verb in. Thế còn nghi vấn thì sao? Nghi vấn người ta đảo was lên trước, was hoặc là were cộng chủ ngữ cộng verb in nhá. Rồi vậy thì cô sẽ có như sau. Cô sẽ thấy bạn nhìn cho cô ví dụ sau này. I was reading books at 9 p.m. yesterday. Và lúc 9 giờ tối ngày hôm qua tôi đang đọc sách. Vậy thì phủ định người ta sẽ cho từ, người ta sẽ cho thêm từ not vào sau từ was và viết tắt thành wasn't. Ok. Thế còn nghi vấn thì sao? Nghi vấn người ta sẽ đảo cô lên trước, đúng không ạ? Nếu mà muốn trả lời là tôi thì phải hỏi là you, bạn, đúng không ạ? Và ngôi câu sẽ có là bao giờ người ta cũng xếp you vào ngôi số nhiều, nên cô sẽ dùng là word to như này nhá. Dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ tiếp diễn. Cô sẽ có như sau. Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ kèm với thời điểm xác định thì sẽ chia quá khứ tiếp diễn. Ví dụ sẽ dùng là at này cộng với giờ này cộng với thời gian trong quá khứ. Ví dụ như là at 12 o'clock last night. Vào lúc 12 giờ đêm qua. Và cái cụm từ là at this time. Ok. Với cụm từ là at this time này. Ok. Hoặc là at that time. Thời gian này, thời gian đó, the time, và cái khoảng thời gian đó. Rồi, cộng với thời gian trong quá khứ. Ví dụ, bằng thời gian này 2 tuần trước.
Trong câu có where khi diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Đấy nhá, đấy là dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ tiếp diễn. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những cái vốn hiểu biết đó về thì. Bạn sẽ làm cho cô cái phần bài tập sau nhá. Cô sẽ có cái phần bài tập sau và trong quá trình cô chữa, thứ nhất là cô sẽ phân tích cái phần từ vựng cho em này nhá. Và cô sẽ dịch câu cho em này và sẽ giải thích cho em sẽ đó là chúng ta đang áp dụng cái cách dùng gì của thì quá khứ tiếp diễn. Thì cô sẽ có như sau. Với cái câu số 1 này, em sẽ chú ý cho cô bằng từ sau. Chờ em sẽ chú ý cho cô bằng cái cụm động từ, đó là cụm từ at this time. Dạ, cuối cùng cụm từ at this. Chờ với cụm từ là at this time. Dạ, với cụm từ là at this time yesterday. Nha, cô sẽ có là trời. Đó là một cái at cộng với this time cộng với yesterday. Ok. Vậy đó là một mốc thời gian, một khoảng thời gian xác định cho quá khứ. Thì cô này kể cả không dịch được, cô cũng sẽ chia được quá khứ tiếp diễn. Thì cô có như sau, we chúng tôi, nhiều người đúng không ạ? Thì cô sẽ dùng là were. Ok, rồi cộng với verb in. Verb in của động từ have là bỏ e thêm in. Là thành were having. Vậy dịch như sau này, vào thời gian này ngày hôm qua, chúng tôi đang có một tiết học tiếng Anh ở nhà của Mai. Nhận dịch là, vào thời gian này ngày hôm qua, chúng tôi đang học tiếng Anh ở nhà của Mai. Nhớ. Rồi, vậy thì cô sẽ có như sau này. Với câu này chúng ta có cái cụm từ như sau, có cụm từ đó, cụm từ have a lesson, học bài. Ok. Rồi, xong câu số 1, chuyển cô sang câu số 2. Tương tự như vậy, với câu số 2, cô sẽ có như rồi. Căn cứ cho cô bằng a 7 p.m. yesterday. Ok. At 7 p.m. yesterday. Vào lúc 7 giờ tối ngày hôm qua. Chờ anh ta đang ăn tối với gì ạ? Với girlfriend, với bạn gái của anh ấy ở trong một cái gì ạ? Ở trong một cái restaurant. Cô sẽ có từ restaurant nghĩa là gì? Nhà hàng đúng không ạ? Một nhà hàng là theo kiểu gì đấy? Cô có từ luxurious nghĩa là sang trọng. Nhớ, vậy là chúng ta học được hai từ vựng này rồi đúng không ạ? Vào lúc 7 giờ tối ngày hôm qua anh ta đang ăn tối với bạn gái trong nhà hàng. Vậy là một hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Với chủ ngữ là he, cô sẽ dùng là was. Ok. Động từ have của chúng ta thêm in vào was having. Ok. Were having dinner with. Giờ chúng ta có một cái cụm từ như sau này. Giờ cô có cụm từ là have dinner. Giờ cô có cụm từ là have dinner with somebody. Nghĩa là gì đây? Ăn tối với ai? Nhá. Sau câu số 2, chuyển cô sang câu số 3. Giờ với câu số 3, chúng ta sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau này. Giờ em sẽ căn cứ cho cô bằng yesterday. Nhờ căn cứ cho cô bằng yesterday. Ngày hôm qua này, đúng không ạ? Vậy tất cả các hành động là cô sẽ chia quá khứ. Nhưng nó sẽ chia quá khứ đơn hay quá khứ tiếp diễn thì sẽ căn cứ cho cô sau. Căn cứ cho cô bằng từ qua là trong khi. Vậy cô dịch câu này như sau. Chờ, ngày hôm qua trong khi bố tôi đang sửa xe đạp cho tôi. Nhờ, my father, bố tôi. Động từ repair là sửa. Nhờ, my bike, xe đạp của tôi. Vậy là trong khi bố tôi đang sửa xe đạp của tôi. My mother, mẹ của tôi đang prepare. Chúng ta có cái cụm từ như sau. Chợ cô có cái cụm từ là prepare for, chuẩn bị cho cái gì? Dạ, cụm từ là prepare. Dạ, cô có cụm từ là prepare for something, chuẩn bị cho cái gì? Chợ mẹ tôi đang chuẩn bị bữa ăn. Thế còn my sister, chị gái của tôi đang làm sao đấy? Dạ, cô có từ sao này? Cô có từ iron, nghĩa là gì? Ủi, là, đúng không ạ? Clothes, quần áo. Thế còn tôi thì đang làm sao đấy? Tidy up. Chợ cô có từ tidy up, nghĩa là gì? Dọn dẹp, đúng không ạ? Dọn dẹp làm sao ạ? À, đang dọn dẹp nhà cửa. Đấy, vậy cô dịch như sao? Ngày hôm qua trong lúc bố tôi đang sửa xe đạp cho tôi, mẹ tôi đang chuẩn bị đồ ăn thì tôi bố tôi đang sửa xe đạp cho tôi này, mẹ tôi đang chuẩn bị đồ ăn này, chị gái của tôi đang ủi quần áo này, còn tôi thì đang dọn dẹp nhà cửa. Vậy tất cả cái đấy đúng không? Xảy ra tất cả hành động đấy xảy ra song song đồng thời với nhau. Vậy cô sẽ áp dụng cái thì là diễn tả hành động xảy ra song song đồng thời với nhau, mình sẽ chia toàn bộ quá khứ tiếp diễn hết. Chờ chia toàn bộ quá khứ tiếp diễn hết thì cô sẽ có như sau này. My father, bố tôi một ông đúng không ạ? Vậy cô sẽ dùng là was số ít. Rồi động từ repair đổi cho cô thành repair. Giờ cô sẽ đổi thành repairing. Ok. Repairing xong nhá. Rồi my mother, mẹ tôi số ít thì cô sẽ chia được là was preparing. Ok. Were preparing. Rồi tiếp này, thế còn my sister, chị gái của tôi. Chị gái của tôi cô sẽ chia được là was ironing. Ok. Xong chưa? Why? Rồi thế còn tôi thì sao? Tôi có sẽ có là I was tidying. Nhớ, tidying. Rồi chúng ta sẽ thêm ít vào cho cô như này. Nhớ. Rồi xong câu số 3, chuyển cô sang câu số 4 của chúng ta này. Với câu số 4 chúng ta sẽ có như sau. What were you doing? Chờ, what were you doing when I phoned you? Nhớ. What were you doing when I phoned you? Nhớ gì sao? What were you doing? Bạn đang làm gì when I phoned you? Khi tôi gọi cho bạn. Chờ vậy, lúc mà tôi gọi cho bạn thì bạn đang làm gì? Câu trả lời, tôi đang tắm. Tôi đang tắm lúc nào? Lúc mà bạn gọi cho tôi. Vậy là một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Cái hành động tôi tắm là hành động xảy ra trước, đang xảy ra. Thế còn hành động mà tôi gọi điện cho bạn là hành động xen vào.
Vậy thì với câu này cô sẽ chưa nghe rồi. Cô có là tôi dùng là would have đổi cho cô thành having. Ok. Cô có cái cụm từ là cụm từ have a bath. Cụm từ này mình lặp lại rồi đúng không ạ? Cụm từ have a bath nghĩa là tắm. Xong câu 4 chuyển cô ra câu số 5 này. Với câu số 5 em sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau. Cho em sẽ căn cứ cho cô bằng cụm từ là the time yesterday. Ok, bằng thời gian này. Chạy bằng thời gian, lúc này, là gì cả, lúc này ngày hôm qua, đúng không? Thì làm sao? Họ đang làm gì đấy ạ? Cô có từ housework, việc nhà, nhá. Cả cụm từ này, do the housework, là việc nhà. Thì cô có là họ là số nhiều, thì cô sẽ dùng là were, ok? Và do thêm in cho cô thành doing, nhá. Một thời điểm xác định cho quá khứ, công hành động đang diễn ra. Xong câu số 15, chuyển cô sang câu số 16. Chợ với câu số 16, cô sẽ căn cứ như sau này. Chợ cô sẽ căn cứ bằng 3 p.m. Nhờ căn cứ cho cô bằng 3 p.m. Chợ at 3 p.m. yesterday. Nhờ vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm qua. Một thời điểm sắp trong... Nhờ sẽ là một tại một cái thời điểm xác định trong quá khứ là lúc 3 giờ chiều ngày hôm qua có một hành động đang diễn ra. Hành động đang diễn ra chính là cái cô Mary đây, cô đang làm sao water. Cô có từ water danh từ là nước thì động từ cô sẽ là tưới. Nhờ. Mary was watering. Ok, watering. Chợ the flowers. Nhờ. Và lúc 3 giờ chiều ngày hôm qua thì cô Mary cô đang tưới hoa. Xong câu 6 chuyển cô ra câu số 7. Với câu số 7 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng at 8 a.m. Nhờ cô có là at 8 a.m. last Sunday. Nhờ cô sẽ có như sau này, chủ nhật tuần trước, một mốc thời gian trong quá khứ, đúng không ạ? Tại một thời điểm xác định là lúc 8 giờ sáng chủ nhật tuần trước. Vậy là có thời điểm xác định trong quá khứ, cô sẽ chia quá khứ tiếp diễn. Câu này là câu hỏi. Với câu hỏi cô sẽ phải đảo vua lên trước chủ ngữ. Thì cô sẽ có là what are you doing? Ok, what were you doing? Chợ, what were you doing at 8 a.m. last Sunday? Câu trả lời này, người ta hỏi thì gì mình trả lời gì đấy. Và lúc 8 giờ sáng chuyển trước thì bạn đang làm gì? Tôi đi mua sắm với bạn bè. Giờ cô có cái cụm từ như sau, cô cụm từ là go shopping, đi mua sắm. Chợ tôi đang đi mua sắm vào thời gian đó thì cô sẽ có là I was going. Ok, going shopping with my friends. Xong câu số 7 chuyển cô sang câu số 8. Chợ với câu số 8 thì cô sẽ căn cứ vào anh rồi. Chợ cô sẽ căn cứ bằng anh đó là at this time. Nhờ căn cứ cho cô bằng at this time. Vào lúc tụ chợ vào thời gian này tối hôm qua. Vậy là một thời điểm xác định trong quá khứ. Đúng không? Thì có hành động đang diễn ra Peter and I là hai người. Thì cô sẽ dùng được là were discussing. Cô sẽ có were discussing. Discussing. Chợ cô có động từ discuss nghĩa là thảo luận. Nhờ cô có từ subject nghĩa là chủ đề. Chợ Peter và tôi đang thảo luận cái chủ đề đó vào thời gian này. Chợ ngày tối hôm qua thì Daisy gọi. Vậy là lúc mà Daisy gọi. Nhờ vào thời gian này tối hôm qua lúc mà Daisy gọi thì chúng tôi, tôi và Peter và tôi đang thảo luận cái chủ đề đó. Nhờ xong câu đấy chuyển cô sang câu số 9. Với câu số 9 cô có như sau này. Nhờ cô có là at 7. Nhờ cô sẽ có là at 7 last night. Và lúc 7 giờ tối ngày hôm qua. My father, bố của tôi đang chăn, đúng không? Đang cho chim bồ câu ăn. Đấy. Nhờ chợ về thì cô sẽ có như sau này. Thế này. Cái câu này mà bố tôi chăn chim bồ câu lúc 7 giờ tối qua thì nghe nó có vẻ chợ nghe nghe nó có vẻ không 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 được hay lắm đúng không ạ, vì cái tầm đấy thì chim bồ câu đi ngủ rồi. Nhờ vậy thì cô sửa cho cô xem này. Chúng ta sẽ có như sau, em bỏ cho cô cái từ last night, đổi cho cô thành từ yesterday đúng không ạ, có thể dùng là 7 giờ sáng ngày hôm qua đúng không ạ, 7 a.m. ok, và lúc 7 giờ sáng ngày hôm qua bố tôi đang cho chim bồ câu ăn. My father, bố tôi là số ít thì cô sẽ dùng là was. Chợ feed thêm in về cho cô thành feeding. Ok, sau câu số 9 chuyển cô sang câu số 10. Với câu số 10 cô sẽ có như sau này, căn cứ cho cô ấy. Nhờ cô sẽ có là at this time. Nhờ cô sẽ có cụm là at this time last year. Chợ vào thời gian này năm ngoái, chúng tôi đang làm trên bãi biển. Thì cô sẽ có là chúng tôi số nhiều. Nhờ cô sẽ dùng là were. Ok. Động từ like của chúng ta sẽ phải sửa như sau này, đổi cả cái ie đấy thành i dài rồi thêm i. Nhờ. Walling on the beach. Xong câu đấy, tức là sẽ thấy rằng là cái bài 1 của chúng ta là chia đúng ở một thì là quá khứ tiếp diễn thôi. Nhờ. Bây giờ bạn sẽ chuyển cho cô sang cái dạng bài thứ hai. Dạng từ bài thứ hai của chúng ta sẽ là chia dạng đúng của động từ trong hoặc ở thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn. Thì quá khứ đơn chúng ta học ở bài trước rồi, cộng với thì quá khứ tiếp diễn ngày hôm nay. Vậy là ở cái thì này chúng ta sẽ phải phối kết hợp đúng không? Của cả hai thì mà mình đã học. Thì bây giờ cô sẽ có như sau này, trừ cái câu nào mà có dấu hiệu nhận biết ra. Thì những cái câu mà không có dấu hiệu nhận biết chúng ta xác định phải dịch. Ví dụ với câu số 1 này, bạn thấy nó không có dấu hiệu nhận biết nào cả, chúng ta phải dịch căn cứ cho cô bằng when. Cô sẽ có như sau này, dịch là tôi đúng không ạ? Tôi đang bước vào nhà tắm thì làm sao chuông điện thoại kêu. Vậy là một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Chứ cái việc mà tôi đang đi vào nhà tắm là hành động đang xảy ra, đúng không ạ? Hành động chuông điện thoại kêu là hành động xen vào. Hành động đang xảy ra và hành động bước vào nhà tắm là hành động xảy ra trước. Hành động xảy ra trước sẽ chia quá khứ tiếp diễn. Với chủ ngữ là ai cô sẽ dùng là was.
Ok, chèn cho cô just vào giữa. Trợ động từ get. Trợ tận cùng là một phụ âm, trước là một nguyên âm. Bạn gấp đôi lên cho cô. Thì cô sẽ có là I was just getting into the bath. Trợ when the phone ring đổi cho cô thành ring. Ok. Trợ trong lúc mà tôi đang đi vào, đang chuẩn bị đi vào nhà tắm thì điện thoại kêu. Sau câu 1 chuyển cô sang câu số 2. Trợ câu số 2 cô có cái động từ là miss. Trợ động từ này cô có thể là nhớ, đúng không ạ? Hoặc là nhỡ. Ví dụ như là I miss you, tôi nhớ em, đúng không ạ? Hoặc nhỡ trong từ là I miss the bus, tôi nhớ xe buýt. Vậy cô sẽ có những gì cả? Bạn nhớ, đúng không ạ? Bạn nhớ. Dịch là bạn nhớ cái gì nhất, đúng không ạ? Bạn nhớ về ai? Khi mà bạn nhớ về về England thì bạn nhớ cái gì nhất, đúng không ạ? Dịch là bạn nhớ cái gì nhất về anh khi mà bạn đang sống ở France, ở Pháp. Vậy cô sẽ có những gì? Lúc mà đang sống ở Pháp thì nhớ cái gì về anh nhất, đúng không ạ? Về nước Anh nhất. Vậy cô sẽ có như sau: trong lúc bạn đang sống ở Pháp thì bạn nhớ, được chưa? Vậy thì cô sẽ có như sau: cái hành động mà bạn sống ở Pháp là hành động xảy ra trước, lúc mà nhớ vẫn còn đang sống ở Pháp. Vậy thì cái hành động đang xảy ra là chia quá khứ tiếp diễn. Chứ bao giờ người ta cũng sẽ tính hưu và ngôi số nhiều. Như vậy cô sẽ có là anh này cô sẽ phải là were. Ok, rồi sau đó đến động từ là gì ạ? Living. Ok, rồi tiếp này. Vậy thì lúc mà bạn đang sống ở đó thì bạn nhớ. Vậy thì cô sẽ có cái hành động nhớ là hành động xen vào thôi. Chứ vì câu này là câu hỏi thì cô sẽ có là cô phải mượn trợ động từ, như vậy. Hành động xen vào chia quá khứ đơn nhá. Quá khứ đơn và thành lập câu hỏi chúng ta phải mượn trọng từ. Thì cô sẽ có là did you miss. Ok. Rồi. Xong câu số 2 chuyển cô sang câu số 3 của chúng ta này. Câu số 3 cũng không có dấu hiệu trại giam dịch. Nhờ câu dịch kia sau này where là khi, đúng không? Khi mà tôi đến nhà anh ta. Chợ cô sẽ có cái cụm động từ như sau. Cô có cụm như sau này. Cô có từ arrive. Nhờ cô có từ arrive in, đi với một địa điểm lớn, đến một địa điểm lớn nhá. Chợ cô có từ arrive đến một địa điểm nhỏ. Chợ khi mà tôi đến nhà của anh ta sáng ngày hôm qua. Chợ tôi đến nhà anh ta lúc nào? Đến sáng ngày hôm qua, kể lại rồi. À, sorry. Khi mà tôi đến nhà anh ta sáng nay, đúng không ạ? Kể vậy, kể lại rồi. Thì anh ta vẫn còn đang ngủ. Với cái hành động anh ta ngủ xảy ra trước cái hành động tôi đến. Vấn đề là lúc tôi đến anh ta vẫn còn đang ngủ. Vậy là một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Cái hành động anh ta ngủ là hành động xảy ra trước, cô sẽ chia quá khứ tiếp diễn. Chợ với chủ ngữ là he thì cô sẽ dùng là was or guessing. Ở sau đó sau cô sẽ có là sleeping. Ok. Rồi, thế còn cái hành động tôi đến là hành động xen vào. Hành động xen vào chia quá khứ đơn với động từ là arrived. Thế là chúng ta thêm D vào cho cô nhá. Xong câu số 3 chuyển cô sang câu số 4. Chợ với câu số 4 chúng ta sẽ có như sau ấy. Căn cứ cho cô bằng từ why là trong khi. Chợ cô có từ light là đèn, là điện, đúng không ạ? Thế này cô có cái cụm động từ go out, nghĩa là gì? Nó có 3 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là mất điện, nghĩa thứ hai là ra ngoài, nghĩa thứ ba đi chơi. Vậy cô dịch là điện mất trong khi chúng tôi đang. Cái cụm từ have dinner, cụm từ này cô giải thích với em rồi đúng không ạ? Nhớ cô cụm từ là have dinner là ăn tối. Nhớ cô có từ have breakfast là ăn sáng. Cô có từ have lunch là ăn trưa. Vậy dịch là trong khi chúng tôi đang ăn tối thì mất điện. Hành động là xảy ra trước. Hành động chúng tôi ăn tối là hành động xảy ra trước. Và lúc mất điện thì vẫn còn đang ăn tối. Vậy hành động đang xảy ra này cô sẽ chia quá khứ tiếp diễn. Với chủ ngữ là we thì cô sẽ dùng là were. Ok, have đổi thành having. Rồi, thế hành động xảy ra sau của cô chia quá khứ đơn. Quá khứ đơn động từ go chuyển về quá khứ là went. Xong câu số 4 chuyển cô sang câu số 5. Nhờ với câu số 5 cô có như sau này. Câu này cũng không có dấu hiệu nhận biết, đúng không ạ? Cô sẽ dịch như sau. Câu có từ why là trong khi, nhớ. Trong khi anh ấy đang làm việc chăm chỉ để mà kịp tiến độ. Chợ cô có cái cụm từ cố định là cụm từ meet. Chợ the deadline, nghĩa là kịp tiến độ, đúng không ạ? Thì làm sao? Colleague. Chợ cô có từ colleague nghĩa là bạn, đồng nghiệp, nhớ. Làm sao đấy ạ? Đang tán gẫu, đúng không ạ? On the phone, trên điện thoại. Vậy là trong lúc anh ta đang làm việc cật lực để mà chạy kịp tiến độ thì đồng nghiệp của anh ta lại đang làm sao buôn điện thoại. Đấy. Vậy thì cô sẽ có như sau, hai đội xảy ra song song đồng thời với nhau, đúng không ạ? Trong lúc anh ta đang làm việc thì bạn anh ta lại đang buôn điện thoại. Vậy thì cô sẽ có là hai đội xảy ra song song đồng thời với nhau, cô sẽ cùng chia ở thì quá khứ tiếp diễn hết. Cô có với chủ ngữ là he thì cô sẽ chia được là was working. Ok. Was working. Đằng sau của cô sẽ có là his colleague, đồng nghiệp của anh ta thì cô sẽ chia được là was chatting. Ok. Rồi. Sau câu số 5 chuyện cô sang câu số 6. Với câu số 6 em sẽ căn cứ cho cô bằng when là khi. Vậy thì như sau này. Anh ấy đang làm vườn, đúng không? Thì tôi đến nhà anh ta sáng nay. Vậy kể lại. Sáng nay này lúc tôi đến nhà anh ta, đúng không? Lúc tôi dừng trước cửa nhà anh ta thì anh ta làm sao đây? Anh ta đang làm vườn. Vậy là một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Cái hành động mà tôi đến trước cửa nhà anh ta đấy, đúng không? Là hành động xen vào, cô chia quá khứ đơn. Với từ stop, tận cùng là một phụ âm, trước là một nguyên âm, cô gấp đôi trước khi thêm, gấp đôi phụ âm đó trước khi thêm ed. Thế còn là anh ta đang làm việc, anh ta đang làm vườn là hành động đang xảy ra. Chờ cô sẽ chia được là was một mình anh ta thôi, số ít, đúng không? Cô sẽ chia được là was doing. Ok. Xong câu số 6 chuyển cô sang câu số 7.
Chờ câu số 7 dịch là trong khi mà chúng tôi đang đợi xe buýt thì có một trend, cô sẽ có từ trend nghĩa là lạ, đúng không ạ? Một người đàn ông lạ mặt đã làm sao approach. Đó, cô có động từ approach là tiến tới và làm sao đề nghị chúng tôi. Cô có cái cụm như sau, cấu trúc như sau, cấu trúc là ask somebody to something, bảo ai đó làm gì. Yeah. Đề nghị chúng tôi làm sao show him. Yeah. Cô lại có là show somebody the way, nghĩa là bảo ai đó chỉ cho tôi đường tới. Yeah. Bảo bảo nhớ gì ạ? Cô cũng từ là show somebody the way to. Yeah. Nhờ ai chỉ đường. Là gì ạ? Chỉ cho ai đó đường tới đâu nhá. Yeah. Vậy gì ạ? Chúng ta cô nói lại này. Cho này cô phân tích cái cấu trúc như sau. Chờ cô có cái cấu trúc là wait for, nghĩa là gì? Chờ cấu trúc là wait for somebody, đợi chờ ai. Nhờ đợi chờ cái gì? Một cụm này. Chờ cô có động từ approach là tiến tới này. Chờ cấu trúc là ask somebody to something, bảo ai đó làm gì này. Chờ cái cấu trúc là show somebody the way to somewhere, nghĩa là gì ạ? Chỉ cho ai đó từ đường tới đâu. Vậy cô dịch như sau này. Khi chúng tôi đang đợi xe buýt thì có một người đàn ông lạ mặt tiến tới, đúng không ạ? Và đề nghị chúng tôi và nhờ chúng tôi chỉ cho ông ấy đường tới bưu điện. Vậy cô sẽ có như sau này. Khi chúng tôi đang đợi xe buýt là hành động đang xảy ra. Với cái hành động đang xảy ra này cô sẽ chia quá khứ tiếp diễn. Vậy thì cô sẽ chia được như sau này. We chúng tôi là số nhiều, cô chia được là were. Chợ và wait đổi cho cô thành waiting nhá. Rồi, lúc mà chúng tôi đang đợi xe buýt thì có một người đàn ông lạ mặt tiến tới. Hành động người đàn ông này tiến tới là hành động xen vào này, đúng không ạ? Thì cô sẽ chia được là approach. Thêm ED vào cho cô nhá. Rồi, tiến tới rồi hỏi. Hành động xảy ra nối tiếp nhau cho quá khứ theo cách dùng mà chúng ta đã học của thì quá khứ đơn. Thì là hành động xảy ra nối tiếp nhau cho quá khứ, cô sẽ chia quá khứ đơn. Dạ, yeah. Ok chưa? Rồi, xong câu số 7, chuyển cô sang câu số 8. Với câu số 8, cô có từ ask là khi. Nhờ, khi chúng tôi đang băng qua đường thì chúng tôi nhìn thấy một vụ tai nạn. Vậy cô sẽ có như sau, từ ask ở đây nó có thể, chợ nó có thể dịch là vì, có thể dịch là khi, tùy vào ngữ cảnh của em. Nhưng với cái câu này em sẽ dịch nó là khi, đúng không ạ? Vậy là khi mà chúng tôi đang băng qua đường thì chúng tôi trông thấy một vụ tai nạn. Vậy là một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Chợ cái hành động mà chúng tôi băng qua đường là hành động đang xảy ra, hành động xảy ra trước. Hành động xảy ra trước cô sẽ chia quá khứ tiếp diễn. Với chủ ngữ là we chúng tôi thì cô sẽ dùng là were. Ok, crossing. Rồi, hành động xen vào của chúng ta là see đổi cho cô thành so. Ok. Xong câu số 8, chuyển cô sang câu số 9. Kiểu với câu số 9 cô có từ when là khi, mình dịch như rồi. Bọn trẻ đang chơi game trong quán ấy thì bố làm sao đây ạ? Cô có cái cụm động từ sau, đó là cụm động từ turn up. Nhờ, cụm từ turn up này nghĩa là gì? Nghĩa nó sẽ bằng với từ show up. Chợ turn up bằng với show up, bằng với động từ là arrive, nghĩa là đến, xuất hiện. Vậy là bọn trẻ đang chơi game ở trong quán ấy thì bố xuất hiện, bố đến, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ có như sau, một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Cái hành động mà bọn trẻ chơi game ở trong quán đấy là hành động xảy ra trước, đang xảy ra. Bọn trẻ số nhiều, vậy cô sẽ dùng là ok, playing. Yeah. Thế còn hành động xen vào của chúng ta sẽ là gì ạ? Turn, thêm ED cho cô. Ok. Xong cô đấy chuyển cơ sang câu số 10. Với câu số 10, bạn sẽ căn cứ cho cô, câu này của chúng ta cũng sẽ không có dấu hiệu nhận biết này. Bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ when, nhợ dịch này. Thì cô có như sau, cô có là he, anh ấy, đúng không? Động từ walk, đi bộ, nhợ, back, quay trở lại, chợ he, căn hộ. Thì dịch là anh ta đi quay trở lại căn hộ, đúng không? Anh ta đi bộ quay lại căn hộ, nhợ gì ạ? Anh ta quay trở lại căn hộ, nhợ, khi mà anh ta hear, nghe thấy cái gì đấy ạ? Khi mà anh ta nghe thấy cái gì đấy, chợ anh ta nghe thấy cái explosion. Thì cô sẽ có từ explosion của chúng ta nghĩa là gì? Vụ nổ, gọi tiếng nổ. Vậy thì là khi mà anh ta nghe thấy cái tiếng nổ thì anh ta làm sao? Anh ta đi bộ quay lại căn hộ. Nhờ thì cô sẽ có như sau. Anh ta nhờ gì ạ? Anh ta đi gì là sao? Anh ta đang đi, có thể cô dịch là anh ta đang đi về căn hộ thì anh ta nghe thấy tiếng nổ. Cô dịch như vậy đi ạ. Dịch là anh ta đang đi về căn hộ thì anh ta nghe thấy tiếng nổ. Vậy là một hành động đang xảy ra thì cái độ khác xen vào. Cái hành động anh ta đi là hành động xảy ra trước, cô sẽ chia quá khứ tiếp diễn. Với chủ ngữ là he, cô sẽ dùng là he was walking. Ok, anh ta đang đi bộ này. Thì anh ta nghe thấy, đúng không? Thì cô sẽ có là hành động nghe thấy của cô là hành động xảy ra sau, cô chia quá khứ đơn. Quá khứ đơn của từ here bất quy tắc nó đổi thành heard. Ok, anh ta đang đi bộ về phía căn hộ thì anh ta, chờ anh ta đang đi bộ quay lại căn hộ thì anh ta nghe thấy tiếng nổ. Giờ gì cả? Cô có thể dịch, cô có thể từ từ nhắc cái câu này, cô có thể chia theo kiểu hai ngữ cảnh này. Nó dịch là anh ta đang đi bộ quay về, đúng không? Quay trở về phía căn hộ thì anh ta nghe thấy tiếng ngủ. Thì cô sẽ hiểu rằng là cái hành động đi bộ là hành động đang xảy ra này. Thế còn hành động nghe thấy là hành động xen vào. Chứ ở cái câu này cô có thể dịch cái câu là khi mà anh ta nghe thấy cái tiếng nổ đó thì anh ta đi bộ quay về căn hộ. Vậy câu này của cô vì cái ngữ cảnh nó không rõ ràng, chúng ta có thể áp dụng hai cách chia nhá. Cô có thể chia theo cái kiểu là anh ta nghe thấy rồi anh ta đi bộ quay trở về, hành động xảy ra nối tiếp nhau.
Nếu chia ra cái hướng là hành động xảy ra nối tiếp nhau ấy, thì cô sẽ chia được là hành động xảy ra nối tiếp nhau chia quá khứ đơn hết. Thì cô có thể chia được là work, ok, hoặc là hurt, ok, work về hurt như này nhá. Nghe cô giảng lại câu này này. Nếu cô dùng cái ngữ cảnh đó là anh ta nghe thấy cái tiếng nổ thì rồi anh ta mới, đúng không? Khi mà anh ta nghe thấy tiếng nổ thì anh ta đi bộ quay lại căn hộ của mình. Thì hành động xảy ra nối tiếp nhau. Nếu hành động xảy ra nối tiếp nhau sẽ chia quá khứ đơn hết thì sẽ chia theo hướng thứ hai này. Hoặc em có thể chia theo kiểu là anh ta đang đi bộ thì anh ta nghe thấy. Một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Tiếp sẽ chia là quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn. Ok, đấy nhá. Nói chung là cái phần chia động từ này nó sẽ linh hoạt theo cái chủ ý diễn đạt của em. Rồi, cô chữa lốt câu số 11 này, đúng không ạ? 30 phút rồi. Chữa lốt câu 11 xong chúng ta nghỉ nhá, bởi vì cái chương trình buổi trưa này cô cũng chỉ là cố gắng là hỗ trợ các bạn thời gian là 30 phút thôi. Để các bạn có thời gian nghỉ ngơi. Rồi, với câu số 11 dịch là chúng tôi đang nằm ở trên bãi biển, đúng không ạ? Để diện tầm này, đúng không ạ? Thì trong lúc thì cô có từ ask là khi này. Chợ khi mà họ đang chơi volleyball, hiểu chưa? Khi mà đã chơi bóng chuyền. Khi mà họ đang chơi bóng chuyền thì chúng tôi đang nằm trên bãi biển để tắm. Vậy thì cô sẽ có như sau. Hai hành động này xảy ra song song đồng thời với nhau, chia cùng một tí hết. Chợ trong lúc họ đang chơi, họ số nhiều. Cô sẽ dùng được là ok play. Rồi, thế còn hành động kia của cô sẽ là gì đấy? Hành động bên này họ đang làm trong lúc mà họ đang chơi nhá thì chúng tôi đang nằm trên bãi biển. Vậy là đặc biệt này cô sẽ có là we chúng tôi số nhiều này. Cô sẽ chia được là ok động từ like của chúng ta chuyển thành y dài thêm in. Cứ có từ sunbathe nghĩa là tắm lắm. Ok, nằm trên bãi biển tắm lắm. Ok các bạn thân mến, vậy là trong thời gian là 31 phút cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn sơ qua về cách dùng công thức của thì quá khứ tiếp diễn. Bạn nhớ cho cô như sau này. Chợ chốt lại đó là thì quá khứ tiếp diễn có 3 cách dùng. Diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Và diễn tả hành động xảy ra xong, diễn tả các hành động xảy ra song song đồng thời với nhau trong quá khứ. Trở về công thức của thì quá khứ tiếp diễn, đã gọi là tiếp diễn là phải có verb in, đúng không ạ? Quá khứ tiếp diễn nó sẽ có như sau này. Tiếp diễn, công thức của tiếp diễn, công thức chung của tiếp diễn nhé, nó sẽ là be cộng với verb in, được chưa? Vì quá khứ lên cái be này của chúng ta sẽ đổi thành work, hoặc là work cộng với verb in. Ok, rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ nhớ cho cô một cái số cái dấu hiệu nhận biết, và thường cái dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn rõ nhất đó chính là cái đó là có cái trạng từ thời gian trong quá khứ kèm với cái thời điểm xác định, ví dụ như có giờ giấc cộng với trạng thời gian của quá khứ này, hoặc là cái cụm từ at this time, yeah, at that time, at that time cộng với trạng từ thời gian của quá khứ em nhé. Ok bạn thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô Trang Anh đến đây là hết, bởi vì là cái thời lượng hỗ trợ các bạn cuốn sách này không nhiều, vì vậy mà bạn nào có cuốn sách này thì bạn có thể kéo lại cái bài viết ở trên page này của cô Trang Anh để xem cái cách mà gia nhập vào nhóm kín của cô Minh Trang như nào để được cô Minh Trang hỗ trợ toàn bộ cuốn sách này nhé. Tạm biệt các bạn.